Em Bùi Trung Thành xin chúc cho anh Vinh với là chị Hương lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý. Sau đây thì Bùi Trung Thành xin kể một chuyện tình cách đây 19 năm về trước của Bùi Trung Thành. Cái thời còn đi học, hoa ngò viết vàng của soạn giả Nhân Dân Viễn Châu bài tân cổ được mang tên Màu Hoa Ví để tặng chương trình. Qua mấy năm xưa đã tàn theo nắng hạ con bướm
mỗi lần đi ngang cổng trường xưa, tôi bỗng nhớ bóng hình cô